chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Như các bạn đã biết, mỗi gia tộc hùng mạnh nổi tiếng đều sở hữu một sức mạnh nào đó đặc trưng. Uchiha thì có Sharingan, Hyuga có Byakugan, Uzumaki thì nổi tiếng với phong ấn thuật. Đồng thời, mỗi tộc đều sản sinh ra những con người có thiên phú vượt trội, kết hợp với sức mạnh đặc trưng của dòng họ thì những ninja này sẽ trở thành một trong những nhẫn giả mạnh nhất trong series Naruto. Tuy nhiên, vẫn có những ninja không thuộc gia tộc lớn nào hoặc cũng không thừa kế huyết kế giới hạn nào cả. Nhưng họ lại là những shinobi cực kỳ mạnh, có tầm ảnh hưởng lớn đối với thế giới. Bạn có biết họ là ai không? Sau đây hãy cùng mình đi tìm hiểu xem top 6 ninja thiên tài nhưng không xuất thân từ những gia tộc danh giá nhé. Thứ 6, Sakura. Nếu đã liệt kê những ninja mạnh mẽ mà không xuất thân từ gia tộc danh giá nào hay có huyết kế giới hạn gì thì không thể thiếu được Sakura phải không? Bố và mẹ của Sakura đều là những shinobi rất bình thường. Bản thân Sakura ngay từ khi còn nhỏ cũng là nhân vật yếu ớt, luôn bị bạn bè bắt nạt và được Ino bảo vệ. Ở một phần năng lực nổi bật nhất của cô không có gì ngoài trí thông minh cả. Tuy nhiên, sau 2 năm luyện tập với Tsunade thì cô đã trở thành người khác hoàn toàn. Cô là người thứ hai có thể thi chuyển được bách hào thuật ngoài Tsunade, điều mà Shijun không thể làm nổi mặc dù đã theo Tsunade rất lâu. Kỹ năng siêu việt nhất của Sakura đối với điều khiển chakra là bách hào thuật. Tính đến cuộc chiến, Sakura đã tích lũy một lượng chakra cực kỳ lớn vào điểm hội tụ trên trán và phát triển ấn bách hào cùng năng lực bộc phát nó tùy ý trong chiến đấu. Cô đã thể hiện năng lực truyền chakra trực tiếp từ ấn của mình sang các ninja khác, khiến cho ấn của cô mở rộng lan sang cả người tiếp nhận. Lượng chakra cô tập trung trong ấn là vô cùng dồi dào, bởi cô có thể chia sẻ nó cho toàn thể liên minh thông qua các Shuju trên quy mô lớn. Cô cũng tự chữa lành được vết thương sau khi bị Madara đâm xuyên qua người bằng thanh gươm ý niệm vật chất hóa, không hề chịu mất sức hay di chứng. Về sau, cô đã cung cấp chakra cho Uchiha Obito sử dụng Kamui để dịch chuyển giữa các chiều không gian của Otsutsuki Kaguya mà vẫn còn chakra dự trữ cho cuộc chiến tiếp theo. Thứ 5, Kakashi. Kakashi được biết đến là con trai của Sakumo, người anh hùng vĩ đại của làng lá. Kakashi và Sakumo là hai thành viên duy nhất của dòng họ Hatake được liệt kê trong series. Dòng họ này cũng không sở hữu sức mạnh gì đặc trưng nào cả. Kakashi là một thiên tài bẩm sinh, tốt nghiệp học viện ninja lúc 5 tuổi, lên Chunin khi 16 tuổi và 13 tuổi thăng cấp Jounin. Kakashi có kiến thức về nhẫn thuật rất rộng, điều này một phần là nhờ hơn 1.000 nhẫn thuật anh đã sao chép được bằng Sharingan. Với kho nhẫn thuật này, hoàn toàn có thể chủ động tấn công hay phòng thủ trước bất cứ đối thủ nào. Kakashi rất giỏi về thể thuật, do đó khi kết hợp với tốc độ của mình, nó có thể giúp anh tấn công đối thủ hoặc tránh đòn một cách hiệu quả. Anh là một trong những ninja giỏi nhất của làng. Kakashi chính là người sáng tạo ra Chidori, nhẫn thuật hệ lôi đặc trưng mà sau này Uchiha Sasuke thường xuyên sử dụng. Kakashi được bạn thân của mình tặng cho mắt Sharingan. Nhờ đôi mắt này, Kakashi đã hoàn thiện Chidori và nổi danh khắp nơi vì biệt danh ninja sao chép. Ai nghe danh cũng phải dè chừng. Tuy nhiên, không phải do có Sharingan mà Kakashi mới là một ninja mạnh. Bằng chứng là sau đại chiến thế giới ninja lần thứ tư, mất đi cả mắt Sharingan, tưởng chừng không dùng được tuyệt chiêu Chidori nữa, nhưng sang phần Boruto, chúng ta đã được chứng kiến chiêu thức tử lôi của anh, một nhẫn thuật mạnh trên cả Chidori. Hiện tại, Kakashi đã về hưu, nhường chức Hokage lại cho Naruto, nhưng anh vẫn luôn được mọi người kính trọng. Thứ tư, Orochimaru. Orochimaru ngay từ nhỏ đã được Hokage đệ tam đánh giá là thiên tài 10 năm mới có một lần. Ông cũng là thành viên trong Sanin Huyền Thoại, cựu thành viên của tổ chức tội phạm cấp S, một ninja mạnh mẽ phi thường với trình độ sánh ngang Kage. Orochimaru được đánh giá là quái vật, có thể tiêu diệt cả một quốc gia nhỏ chỉ bằng sức mạnh của mình. Orochimaru là người tinh thông rất nhiều loại thuật, kể cả thuật phong ấn của gia tộc Uzumaki. Ông còn sở hữu cả Kusanagi, một trong tam đại thần khí trong Naruto. Orochimaru là người thứ hai thi triển ở cấm thuật của Hokage đệ nhị, Quế Thổ Chuyển Sinh, cấm thuật nguy hiểm và mạnh mẽ nhất trong series. Trong thế chiến thế giới lần thứ tư, ông là người triệu hồi tứ đại Kage, góp phần to lớn cho công cuộc chống lại Obito, Madara phản diện gây ra đại chiến lúc bấy giờ. Thứ ba, Jiraiya. Trái ngược với bản tính nóng nảy và năng lực của mình, ông là một người tin vào hòa bình. Ông hy vọng sẽ có một ngày mọi sự thù hận như bệnh dịch lan tràn sẽ chấm dứt. Jiraiya cũng rất tin tưởng vào thế hệ sau của Ngục Diệp, coi chúng như một câu trả lời cho vấn đề này. Là một trong những học trò của Hokage đệ tam, Jiraiya là một shinobi tài năng đặc biệt, được ca ngợi là một trong những ninja mạnh nhất trong thế hệ của mình và là một trong những shinobi mạnh nhất từng được đào tạo của Konoha. Khi chiến tranh shinobi lần thứ hai nổ ra, các kỹ năng của ông được biết đến nhiều hơn. Jiraiya là một bậc thầy về nhẫn thuật, người nổi tiếng là hiền nhân cóc và được biết đến là hà mô tiên nhân vì năng khiếu bẩm sinh của ông với cóc và cách ông sử dụng hàng loạt những nhân thuật về cóc có liên quan. Jiraiya có thể sử dụng các nguyên tố như là hỏa, thổ, thủy, phong, âm và dương. Với hỏa độn, ông có thể bắn ra một luồng lửa kết hợp với dầu của cóc để cường hóa đòn tấn công. Với thổ độn, ông có thể tạo ra một đầm lầy để bẫy mục tiêu. Thứ hai, Minato. Minato tên đầy đủ là Namikaze Minato. Trong Naruto thì không đề cập đến dòng họ Namikaze là tộc như thế nào hay có sức mạnh đặc trưng gì. Anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất mang dòng họ này. Tuy nhiên, theo lời Jiraiya, Minato là thiên tài có 102. Người đạt điểm tuyệt đối cao nhất trong kỳ thi Chunin từ trước tới giờ, là người sáng tạo ra Rasengan, cũng là Hokage đệ tứ lừng danh khắp thế giới bấy giờ. Năng lực của Minato thuộc đẳng cấp thượng thừa, được mệnh danh là tia chớp vàng của làng lá. Khi chạm mặt với Minato, điều duy nhất là phải bỏ chạy, quân lệnh của làng đá ở thế chiến thứ 3.
Minato là người thứ hai biết đến phi lôi thần thuật, cấm thuật của Hokage đệ nhị. Chính Hokage đệ nhị, người sáng tạo ra thuật này, thừa nhận rằng anh đã vượt qua ông. Và anh cũng giống như Naruto, thuần hóa được cửu vĩ, giúp sức mạnh của mình tăng lên gấp bội lần sau khi quay lại chiến trường thông qua thuật chuyển sinh của Orochimaru. Thứ nhất, Maikai. Maikai là một ninja không được sinh ra trong một gia tộc danh giá hay có huyết kế giới hạn nào cả. Thậm chí, Maikai còn không thuần thục các nhẫn thuật và ảo thuật. Triệu hồi là nhẫn thuật duy nhất Kai đã dùng trong suốt truyện. Điều này là bất khả thi khi muốn trở thành shinobi mạnh mẽ. Nhưng Maikai lại là một ninja cực mạnh của làng lá, người sử dụng thể thuật mạnh nhất trong series Naruto. Dù tự coi mình là một kẻ yếu kém khi còn là một đứa trẻ, Maikai là một ninja rất tài năng khi tốt nghiệp học viện khi 7 tuổi và là một chunin ở tuổi 11. Itachi, bậc thầy về Sharingan, vẫn luôn nhắc nhở bản thân và mọi người không được đánh giá thấp khi giao đấu với Gai, vì Itachi và đồng bọn của mình là những ninja cực kỳ nguy hiểm. Việc đưa ra cảnh báo như vậy càng thể hiện rằng Gai là một ninja xuất sắc. Sức mạnh thể thuật hay chính cấm thuật bát môn độ giáp của Gai thể hiện rất rõ qua 3 lần đấu với Kisame, vị thú không đuôi của tổ chức Akatsuki, và lần cuối cùng anh đã đánh bại con quái vật bởi chính thể thuật của mình. Xuyên suốt bộ truyện, rất ít khi thấy Gai phô diễn toàn bộ năng lực của mình. Tuy nhiên, độc giả chắc chắn có thể nhận ra đây là một người đồng đội vô cùng đáng tin cậy. Bởi lẽ, trong đại chiến thế giới ninja lần thứ tư, trong khi tất cả thầy mọi người đang chật vật để cân kèo về Madara, thì chỉ có duy nhất thầy Gai là người có thể đưa hắn tới gần cửa tử. Ông càng thể hiện rõ hơn mình là một shinobi cực kỳ mạnh khi mở tử môn, chiếm thế thượng phong khi đánh với Madara, trùng phản diễn lúc bấy giờ, khiến hắn đã phải thốt lên lời nể phục tận lòng. Cho tới giờ, ngươi là kẻ sử dụng thể thuật mạnh nhất mà cả đời ta từng giao đấu. Sau trận chiến đó, tên tuổi của Maikai đã đi vào lịch sử, một shinobi kiên trì, mạnh mẽ khiến người khác phải kinh phục. Các bạn vừa xem xong top 6 ninja thiên tài nhưng không xuất thân từ một gia tộc danh giá nào cả. Các bạn thích ai nhất thì hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.